sẽ chạy nhanh đến bên em để ôm em thật lâu, để hôn em thật sâu. Người anh yêu nhất và thương nhất là em. Đợi anh nhé, em không được buồn đâu đấy. Chờ anh nhé, anh sẽ về với em thôi. Ngày vui nhất khi ta được cùng trong bước ở một tương lai mới ngập tràn nắng mai. Hãy